Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video Điện Máy Mỹ Sơn. Hôm nay là ngày mùng 9 tháng 12 năm 2019 và chúng tôi vừa về một chiếc mô tô nước. Các bạn có thể thấy được, đây được mệnh danh là Z1000 trên mặt nước. Đó chính là chiếc máy, chiếc mô tô nước Kawasaki 900 STX. Các bạn ạ, 900. Chiếc xe Z1000 như thế nào thì các bạn có thể tưởng tượng được. Chiếc này ngoài đời thật to gấp đôi luôn. Chiếc này có thể chở được khoảng tầm 5 người. Các bạn có thể thấy được nó như một cái cano luôn, quá to. 900 STX jet ski, các bạn thấy không? Dung tích của chiếc này theo tôi tìm hiểu là nó là 900cc. Động cơ 3 máy và động cơ 2 kỳ 3 máy. Tốc độ max speed của con này trên mặt nước là, theo tôi tìm hiểu là 80 km/h. 80 km/h trên mặt nước các bạn. Chiếc này gọi là cưỡi sóng luôn. Siêu khủng. Bạn thấy không? Bạn model của chúng tôi cao khoảng tầm 1m7, nặng 70 cân, nằm ra xe mà vẫn chưa hết. Bạn thấy không? Thanh niên phải nằm ra xe rồi vẫn chưa hết. Chiếc xe này thì rất là đẹp. Các bạn có thể tìm hiểu giá của một chiếc xe máy nước này bên nước ngoài, giá rất là cao. Nói chung là chiếc xe máy nước này giá của nó sẽ ngang với cả một chiếc mô tô Z1000. Nếu mà Z1000 tại Việt Nam mình đang bán với phiên bản đặc biệt, nó sẽ rơi vào khoảng tầm hơn 400 triệu. Thì chiếc này nếu mà các bạn mà nhập về theo kiểu chính ngạch mà mới tinh 100% thì nó cũng sẽ rơi vào khoảng tầm 300-400 triệu nếu mà các bạn mua mới tinh ấy. Còn tại Điện Máy Bình Sơn, các bạn mua đi, chúng tôi sẽ bán cho các bạn với giá 45 triệu. Thật sự luôn, chia sẻ luôn với các bạn là chiếc máy này là tôi định mua về để chúng tôi chơi, nhưng mà thật sự luôn là vỡ mộng các bạn ạ. Nó to quá, nó quá to. Mà để một chiếc xe bán tải của chúng tôi kéo thì phải có thêm một cái móc trailer ở ngoài. Các bạn có thể nhìn thấy kích thước nó kinh khủng khiếp như này. Chiều dài của nó rơi vào tầm khoảng hơn 2 mét. Chiều dài con này phải hơn 2 mét. Chiều rộng khoảng tầm hơn 1 mét. Đây các bạn thấy không? Đít để đít cà phê ra này. Chiều rộng khoảng tầm 1m2. Chiều dài phải gần 3 mét chứ phải 2 mét là nào. Rất là dài. 900 STX. Đời cao, đồng hồ điện tử luôn các bạn nhá. Z1 này, đấy. Z-Ski. Đam mê rồi các bạn. Thật sự luôn là chúng tôi mua về để chúng tôi định chơi, nhưng mà nó to quá. Với cả bây giờ ngoài miền Bắc mình, từ lúc chúng tôi đặt về đến bây giờ ngoài miền chúng tôi đặt về thì hồi đấy là thời tiết nó đang mùa hè. Còn bây giờ nó chuyển bố nó sang mùa đông rồi, lạnh không chơi được. Đây máy chúng tôi show cho các bạn luôn. Da này hơi ngon luôn. Các bạn thấy không? Da yên này ngon chưa? Máy đây mới tinh luôn. Con stand Kawasaki. Kinh chưa? Control frame. 3 máy các bạn nhá. 3 máy. 2 kỳ. Ấy, thủy lực này các bạn thấy chưa? Ấy. Xe này quá mới rồi. Nước làm mát ạ. Được. Cái xe này thì chúng tôi mua về chơi chưa tìm hiểu kỹ. Đây các bạn thấy máy này. Đây ắc quy đây. Ắc quy đây. Đúng rồi, đây chỗ để ắc quy này. Các bạn thông cảm nhá, chúng tôi vừa chơi vừa khám phá nên là cũng chưa biết nhiều về dòng máy này đâu. Ấy, con này 100 HP đấy các bạn ơi. 100 HP. Một chiếc xe ô tô bán tải 3.2 vòng mà nó chỉ rơi vào tầm 200 HP. Mà chiếc này là xe máy mô tô nước 100 HP. Tua 6.750 vòng. Các bạn tưởng tượng 80 km/h. 80 km/h nếu các bạn đi trên cạn thì thấy bình thường. Nhưng mà các bạn mà đi dưới nước mà 80 km/h thì tôi thề với bạn luôn là như lướt trên, như kiểu không chạm mặt nước luôn. Các bạn nhìn quả bô này, nhìn khốn nạn cuộc đời chưa? Đâu ác quy vào nổ thử em nào. Còn các bạn nhìn quả máy này. Ui, nhìn sướng chưa? Có 45 triệu rồi các bạn ạ. 45 triệu thôi. Thật sự luôn là chúng tôi về, thật sự luôn là chia sẻ thật là chúng tôi mua về thì chúng tôi định chơi. Thế đây chúng tôi nói thật. Nhưng mà thật sự luôn nó to quá. Nó quá to hơn mình tưởng tượng quá nhiều. Chứ nếu mà nó chỉ bằng cái lòng trong, tức là bằng cái yên này này, bằng như cái yên này này thì chơi được. Con này to quá.
để các bạn làm dịch vụ thì hay hơn. Nếu mà bạn nào mà mua về nhu cầu làm dịch vụ ấy, các bạn nhà ở những cái vùng biển đấy hoặc là các bạn ở tỉnh ấy, thì chơi nó sẽ hơn. Như chúng tôi ở Hà Nội thì lôi đi chơi nó hơi vất, tức là có trailer kéo đi ấy, kéo đi như thế ra ngoài công an công đồ họ rất là nói chung nhạy cảm. Nên là các bạn ở tỉnh các bạn kéo ra sông chơi hay, ra biển hoặc ra vũng hoặc ra hồ chơi rất là hay. Kista là này không? 900 STX bình xăng. Con này nha, 900 phân khối. Nói luôn cho các bạn cái lượng xăng tiêu thụ nhá. Con này chạy 1 tiếng các bạn chạy mất 25 lít. 1 tiếng các bạn chạy mất 25 lít xăng. Các bạn lưu ý đây là đồ để các bạn chơi, nên là khi mà chúng ta chơi thì chấp nhận tốn kém. Mà các bạn cứ thử nghĩ xem cái xe nó to như thế này làm sao mà tốc độ 80 km/h làm sao các bạn có thể sử dụng được ít xăng hơn. Cái đấy là cái gì chúng ta không thể tránh khỏi được. Series con này quá đẹp luôn. A39 này 45 triệu các bạn nào lấy thì tôi sẽ để lại cho các bạn. Để đến hôm nào vào mùa hè thì chúng tôi sẽ tìm một khác. Chắc là chúng tôi chưa chơi được tí nào. Bé bé mà thả lên xe đúng không? Dạ. Bé bé thì thả lên xe được, nhưng con này to quá, khó ăn. Kawasaki 900 STX. Rồi, nếu mà thấy video này hay, vui lòng like, subscribe kênh, đăng ký và bật chuông thông báo để liên tục ủng hộ ở các kênh video của Điện Máy Bình Sơn. Ôi, xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ nếu mà muốn mua thì liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 0974457099, 0987453999, hoặc là 0961319345. Đây là ba cái số hotline của Điện Máy Bình Sơn nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Rất ok. Nhá, nếu các bạn muốn hàng thì cứ liên hệ với Điện Máy Bình Sơn nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.